Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức 24h TV Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo Để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới Đến từ kênh tin tức 24h TV Và ngay sau đây mời quý vị hãy cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay Kính thưa quý vị trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay Mời quý vị đến với những tin chính sau Triệt phá băng nhóm dàn cảnh va chạm móc túi cả trăm triệu, được điều hành bởi người đàn bà 63 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Chậm trao tiền cứu trợ miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh có thể phải bồi thường. Tin nóng, hai tên cướp giật bị người phụ nữ truy đuổi chặn đầu xe. Bắt hai kẻ chuyên đi cướp giật bia để uống ở thành phố Thủ Đức. Phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng ở Bắc Giang. Khởi tố đối tượng thuê xe ô tô trộm cắp 4 con trâu mang đi bán hủy toàn bộ bản án vụ cựu bí thư thị xã Bến Cát. Viện kiểm sát cấp cao đề nghị tuyên vô tội. Bị lừa tiền, vờ bị trộm để báo công an. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết có trong bản tin. Triệt phá băng nhóm giàn cảnh va chạm, móc túi cả trăm triệu được điều hành bởi người đàn bà 63 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 5, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án bắt tạm giam với Tăng Thị Hương, 63 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, Nguyễn Thành Đồng, hay gọi là Sáu, 56 tuổi, ngụ tại quận 4, Phạm Văn Năm, hay gọi là Chuột, 47 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, Nguyễn Bá Tuấn, hay gọi là Đuôi, 31 tuổi, ngụ quận 7 và Mai Đức Tùng, 44 tuổi, ngụ quận 4 để điều tra nhiều vụ gian cảnh trộm cắp. Hương được xác định là người cầm đầu, quy tụ các thành viên nói trên, và một số người khác bàn bạc bà cách trộm các tài sản. Để trộm được nhiều và không bị phát hiện, nhóm này tính kế gian cảnh va chạm giao thông với người đi đường rồi lợi dụng sơ hở, móc túi lấy trộm tài sản. Các thành viên được phân công vai trò cụ thể trước khi ra tay, từ lúc theo dấu con mồi, gian cảnh va chạm, móc trộm tài sản và cản điện nếu bị truy đuổi. Cụ thể, Hương phân luộm, dũng, tí, hiển, chưa rõ lai lịch, tìm kiếm con mồi đi trên đường mà tài sản để hớ hanh, khi phát hiện sẽ phát tín hiệu cho các thành viên trong nhóm đeo bám vượt lên tạt đầu xe nạn nhân tiếp đó đối tượng luộm dũng tý hiển sẽ chạy theo áp sát giả vờ tạo va chạm giao thông để con mồi phân tâm lúc này thì kiệt chở hương từ sau lên dùng tay móc túi lấy tài sản có giá trị rồi lần lượt rời đi trường hợp bị phát hiện nạn nhân truy đuổi thì năm tuấn và tùng có nhiệm vụ cản địa nhóm này sau đó tụ lại chia tiền một trong các vụ điển hình là giữa tháng 1 năm 2021, cả nhóm chạy long vòng tìm con mồi. Khi đi trên quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương, thì phát hiện người đàn ông 64 tuổi chạy xe máy, có để tiền trong túi quần nên bám sát. Khi đi tới trước một căn nhà trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa, đồng vượt lên, tạt đầu xe, khiến nạn nhân thắng gấp. Luộm chạy từ sau lên và dùng chân đưa vào xe của bị hại, rồi giả vờ bị kẹt chân, la lối. Chỉ chờ có thế, Kiệt chở Hương áp sát, móc lấy 100 triệu đồng trong túi của người đàn ông rồi tẩu thoát. Cả nhóm sau đó tụ lại tại một quán cà phê trên đường quốc lộ 1, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để chia chắc. Hương và Luộm được lãnh mỗi người 20 triệu đồng, Kiệt được 44 triệu đồng. Số tiền còn lại thì chia đều cho Tùng, Tuấn và Nam. Tiếp đó, tháng 2 năm 2021, nhóm này lại ra tay. Khi chạy trên đường quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thì phát hiện người đàn ông 38 tuổi chạy xe SH chở vợ nên theo dõi. Phát hiện người vợ có để tiền trong túi nên đồng phát tín hiệu, chạy xe máy tạt lên đầu xe của con mồi. Khi người đàn ông thắng gấp thì luộm từ sau chạy tới, vờ bị kẹt chân vào xe máy. Còn Kiệt thì chở hương áp sát, dùng tay móc túi người vợ để lấy tiền. Nhóm còn lại cũng tìm cách cản đường để Kiệt chở hương tẩu thoát. Số tiền mà nạn nhân bị mất là 5 triệu đồng. Cả nhóm sau đó chia tại một quán cà phê trên đường quốc lộ 1 phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Công an nghi ngờ nhóm này còn thực hiện nhiều vụ khác và hiện đang tích cực điều tra. Chuyển sang một nội dung mà có thể quý vị đang rất quan tâm. Chậm trao tiền cứu trợ miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh có thể phải bồi thường. Ngày 26 tháng 5 trả lời phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng nếu nghệ sĩ Hoài Linh không chuyển tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung như đã thỏa thuận hoặc có gian dối để chiếm đoạt số tiền đó, thì có thể bị xử lý. Theo luật sư Cường, theo quy định của pháp luật thì đây là quan hệ dân sự về việc thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền tặng cho tài sản. Người tặng cho là người có tiền tài sản và người được tặng cho là đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì thiên tai. Nghệ sĩ Hoài Linh trong trường hợp này chỉ là người đại diện theo ủy quyền của người có tài sản, có trách nhiệm chuyển giao tài sản của bên cho sang cho bên nhận, tài sản theo thỏa thuận cam kết trước đó. Việc ủy quyền tặng cho tài sản này được thực hiện theo quy định tại điều 138, điều 562 và điều 565 Bộ luật dân sự năm 2015. Luật sư Cường nói, nghệ sĩ Hoài Linh đã đồng ý nhận ủy quyền của những người khác để nhận tiền, chuyển giao số tiền đó cho đồng bào lũ lụt miền Trung là nhận thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nghĩa vụ của Hoài Linh xuất phát từ thời điểm nhận tiền của những người hâm mộ. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng có trách nhiệm phải thông báo cho đồng bào lũ lụt miền Trung người được tặng cho số tiền đó về số tiền tặng cho, thời gian phương thức tặng cho từ thiện. Từ thời điểm nghệ sĩ Hoài Linh nhận số tiền thì các khoản lãi suất phát sinh thuộc về bên được hưởng tiền là đồng bào lũ lụt miền Trung. Dù nghệ sĩ có kéo dài thời hạn bàn giao số tiền đó thì số tiền lãi phát sinh cũng thuộc về đồng bào miền Trung chứ không phải là tiền của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo vị luật sư, nghệ sĩ Hoài Linh có trách nhiệm phải chuyển giao toàn bộ số tiền gốc và lãi cho đồng bào miền Trung trong thời hạn sớm nhất có thể ngoài ra nếu việc thực hiện nghĩa vụ chuyển tiền không kịp thời gây thiệt hại cho đồng bào miền trung thì nghệ sĩ hoài linh còn phải chịu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật với tư cách là người nhận ủy quyền nghệ sĩ hoài linh phải thực hiện đúng thỏa thuận cam kết với người có tài sản tức là người đã chuyển tiền đây là nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật đồng thời cũng là vấn đề đạo đức xã hội theo luật sư cường số tiền này không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đã gửi vào tài khoản của hoài linh để nhờ hoài linh chuyển tiền cho đồng bào miền trung gặp thiên tai việc chuyển tiền từ thiện xuất phát từ thông tin thông báo của Hoài Linh về việc tiếp nhận từ thiện từ sự tin tưởng mến mộ nghệ sĩ này. Luật sư cường đặt câu hỏi, đây là uy tín là tín nhiệm là danh dự của nghệ sĩ chứ không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc. khi người hâm mộ những nhà hảo tâm đã tin tưởng chuyển tiền thì họ luôn hy vọng số tiền đó sẽ được sử dụng kịp thời đúng mục đích khắc phục phần nào khó khăn cho đồng bào miền Trung Việt Nam. vậy mà thông tin đến bây giờ hỏi Hoài Linh vẫn giữ số tiền đó, chưa chuyển cho đồng bào miền Trung sau một thời gian rất dài, khiến cho nhiều người khá bất ngờ và bức xúc. Cũng theo luật sư Cường, nghệ sĩ Hoài Linh giải thích, sự chậm trễ cho việc chuyển tiền từ thiện này là do nghệ sĩ bận và do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên giải thích như vậy không thuyết phục. Công việc của nghệ sĩ thì đúng là rất bận, nhưng nhiều nghệ sĩ đứng ra quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thời điểm đó đều đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Luật sư Cường đặt vấn đề Dịch bệnh diễn ra nhưng không phức tạp đến mức không thể chuyển số tiền cho đồng bào đang gặp khó khăn một thời gian dài như vậy. Việc chậm trễ rõ ràng gây thiệt hại nghiêm trọng đến đồng bào miền Trung. Nếu số tiền đó được chuyển đến đúng địa chỉ, phải đúng thời điểm thì đã khắc phục được rất nhiều khó khăn đối với đồng bào. Nghệ sĩ Hoài Linh đang nợ đồng bào miền Trung một lời xin lỗi chân thành, nếu dư luận không phát hiện ra sự việc này, không lên tiếng thì số tiền này sẽ được giải quyết thế nào? Vị luật sư cũng cho rằng trong những trường hợp ủy quyền thực hiện hoạt động từ thiện, phát hiện có việc gian dối để chiếm đoạt số tiền từ thiện từ 4 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng số tiền từ thiện sai mục đích, dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản thì người nhận ủy quyền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Tin nóng, hai tên cướp giật bị người phụ nữ truy đuổi chặn đầu xe. Ngày 25 tháng 5, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tiến, sinh năm 1989, trú tại ấp Thanh Hòa và Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1996, trú tại ấp Thanh Kiều, cùng xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2021, Hiếu đến nhà Tiến chơi, sau đó rủ nhau đi Lộc Ninh để chơi. Tiến điều khiển xe mô tô Sirius, biển kiểm soát 93P101760, chở Hiếu đi lên Lộc Ninh theo quốc lộ 13. Khi đến địa phận ấp ba xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, phát hiện chị Ngô Thị Tư, sinh năm 1986, trú tại thôn 7 xã Long Hà, huyện Phú Riềng, điều khiển xe mô tô chạy phía trước, đang nghe điện thoại nên muốn giật. Hiếu kêu Tiến chạy xe mô tô áp sát xe của chị Tư để Hiếu giật chiếc điện thoại Tiến tăng ga áp sát để Hiếu ngồi sau giật chiếc điện thoại của chị Tư, sau đó rồ ga chạy về hướng thị trấn Lộc Ninh để tẩu thoát. Khi bị giật điện thoại, chị Tư liền điều khiển xe theo và truy hô cướp, cướp. Tiến điều khiển xe mô tô rẽ vào đường liên thôn nhưng chị Tư tiếp tục đuổi theo. Lúc này xe của Tiến bị chết máy, chị Tư vượt lên chặn trước xe của Tiến. Hiếu ngồi phía sau liền xuống xe cầm điện thoại trả lại cho chị Tư và nói lời xin lỗi. Sau đó chị Tư đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc. Biết không thể chạy trốn nên Tiến và Hiếu đã đến công an huyện Lộc Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan công an, Bùi Văn Tiến là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng có các tiền án về tội cướp tài sản và tội cố ý gây thương tích. Công an huyện Lộc Ninh hiện đang thu giữ chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A92, màu xanh là tăng vật của vụ cướp giật cùng chiếc Sirius xe mô tô biển kiểm soát 93P101760 là phương tiện mà các đối tượng gây án. Vụ án đang tiếp tục được Công an huyện Lộc Ninh điều tra làm rõ để xử lý. Bắt hai kẻ chuyên đi cướp giật bia để uống ở thành phố Thủ Đức. Đến ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ Đào Xuân Trường 48 tuổi và Nguyễn Văn Hùng 41 tuổi cùng quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Thủ đoạn của Trường và Hùng sử dụng là đến các cửa hàng, tiệm tạp hóa, chủ yếu có phụ nữ trông coi bán hàng để vờ mua bia rồi không trả tiền, ôm thùng bia lên xe máy bỏ chạy. Cụ thể, chiều ngày 12 tháng 5, cả hai điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hóa tại phường Phước Long B. Sau đó, Trường vào quán hỏi mua hai thùng bia Heineken với giá 800.000 đồng. Khi người phụ nữ giao bia, Hùng tăng ga và chở Trường bỏ chạy mà không trả tiền. Sau đó ít phút, cả hai tiếp tục dùng chiêu thức tương tự tại một cửa hàng ở phường Phước Long A và ôm bốn thùng bia Heineken bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chủ cửa hàng truy hô, thì cả hai ném hai thùng bia xuống đường. Hay vào ngày 21 tháng 4, chị Bùi Thị Duyên, ngụ tại phường Phú Hữu, đang bán hàng, thì Trường và Hùng vào hỏi mua hai thùng bia Heineken, sau đó bê bia để lên xe và yêu cầu chị Hát lấy thêm đá. Lúc này cả hai định bỏ chạy thì bị chị Hát chặn đầu xe, yêu cầu trả tiền. Làm việc với công an, Trường và Hùng khai nhận chiếm đoạt bia với số lượng lớn và liên tục chỉ để uống, chứ không bán. Qua truy xét lý lịch ban đầu, Trường từng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản. Phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng ở Bắc Giang – Ngày 25 tháng 5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang có kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng trên địa bàn. Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 9 bị can là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2019, các đối tượng đã thành lập 19 công ty ma tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhiều tỉnh thành phố như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Định, Hưng Yên và Hà Nội. Với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 1.000 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của nhà nước trên 100 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh được các bị can trong vụ án thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng qua việc mua bán hóa đơn, đã thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng, đồng thời đã có công văn thông báo gửi tri cục thuế địa phương có doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm, đề nghị quản lý, giám sát, xem xét, xử lý theo quy định. Đến nay, vụ án trên vẫn còn một số đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán hóa đơn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng, bị cơ quan điều tra phát hiện đã lẩn trốn chưa bị xử lý. Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên trong vụ án khác. Khởi tố đối tượng thuê xe ô tô trộm cắp 4 con trâu mang đi bán Ngày 26 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Mê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Bồng Văn Dần, 48 tuổi, trú tại thôn Khuổi Trông, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, về tội trộm các tài sản. Trước đó vào ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê tiếp nhận tố giác của ông Phàn Văn Minh, 36 tuổi, trú tại thôn Nàng Ngoan, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, về việc bốn con trâu của gia đình bị đối tượng trộm cắp. Theo đó, trong thời gian chăn thả, đàn trâu bốn con của nhà ông đã đi vào vườn cây keo mới trồng của người dân ở thôn Khổi Trông, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Khi phát hiện trâu phá vườn keo, người dân đã bắt những con trâu trên và báo cho chủ trâu đến chuộc. Tuy nhiên, ngay trong đêm 25 tháng 3, số trâu trên đang buộc dưới gầm sàn nhà người dân đã bị kẻ gian bắt trộm. Gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Bắc Mê, giá trị 4 con trâu bị mất tương đương 130 triệu 500 ngàn đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, công an huyện Bắc Mê đã nhanh chóng triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh vụ việc. Qua đó đã xác định đối tượng gây án là Bồng Văn Dần. Tiến hành triệu tập và đấu tranh khai thác, đối tượng Dần khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó chiều ngày 25 tháng 3, đối tượng sang khu vực thôn Khổi Trông, khi đi qua nhà bà Tráng Thịnh Nghiêm thì phát hiện dưới gầm sàn nhà bà Nghiêm có bốn con trâu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp dần sau đó đã thuê xe ô tô, trở đến chợ Châu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và bán số gia súc trên với số tiền 70 triệu đồng. Hủy toàn bộ bản án vụ cựu bí thư thị xã Bến Cát, Viện Kiểm sát cấp cao đề nghị tuyên vô tội. Ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ bản án ông Nguyễn Hồng Khanh, sinh năm 1967, cựu bí thư thị xã Bến Cát, Bị cáo buộc về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Khanh 10 năm tù. Cùng với tội danh trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1968, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV phía Tây Sài Gòn 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc, sinh năm 1970, nguyên cán bộ cấp dưới của bị cáo Hùng 11 năm tù đề nghị tuyên vô tội. Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do tài sản nhà nước không bị xâm phạm, nên hành vi của bị cáo quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bên cạnh đó, cơ quan công tố xác định không đủ căn cứ xác định cựu bí thư thị xã Bến Cát có hành vi đồng phạm giúp sức cho bị cáo nguyên là cán bộ BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Đối đáp lại quan điểm trên, các bị cáo và luật sư bào chữa đồng loạt đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo vô tội. Luật sư Trần Minh Hải bào chữa cho các bị cáo nguyên là cán bộ BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn, nói rằng đồng ý với một số quan điểm trong phần luận tội của vị kiểm sát. Ông Hải cho rằng cả ba bị cáo này đều không phạm tội. Họ kêu oan và chứng cứ tại vụ án cho thấy không có hành vi phạm tội xảy ra và hành vi không cấu thành tội phạm Do đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án. Ông Hải phân tích việc tài sản thế chấp tại ngân hàng có phải là tài sản của nhà nước không, ngay cả cơ quan điều tra cũng không dẫn ra căn cứ pháp luật nào chứng minh tài sản thế chấp là tài sản của nhà nước. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng Khanh cũng cho rằng các bằng chứng trong vụ án không có căn cứ để buộc tội các bị cáo. Việc bị cáo bị khởi tố bắt giam nhưng chứng cứ không thể buộc tội khiến ông Khanh bị oan ức trong suốt thời gian qua. Luật sư Quỳnh đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo không phạm tội, đình chỉ điều tra đối với vụ án này và tuyên phục hồi công tác cho bị cáo Khanh. Vi phạm tố tụng nghiêm trọng Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Hội đồng xét xử cho rằng tài sản mà bị cáo Nguyễn Hồng Khanh mua của bà Hồ Thị Hiệp có phải là tài sản nhà nước hay không thì chưa được cấp sơ thẩm làm rõ mặt khác chưa làm rõ động cơ mục đích phạm tội của bị cáo hùng và lộc nên chưa đủ cơ sở buộc các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí bà hiệp nhiều lần có đơn xin bán tài sản trả nợ cho ngân hàng khi được ngân hàng đồng ý bà gặp bị cáo khanh để bàn bạc việc mua bán quá trình mua bán có tham khảo theo giá thị trường việc bị cáo khanh chuyển một phần tiền cho bà hiệp nhằm mục đích cho bà tái kinh doanh được ngân hàng đồng ý Mặc dù có hợp đồng ba bên, nhưng bị cáo Khanh, bà Hiệp và Ngân hàng chưa bao giờ cùng gặp nhau bàn bạc. Do đó, hội đồng xét xử xác định không đủ căn cứ xác định bị cáo Khanh là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hùng và Lộc. Từ những phân tích và nhận định trên, hội đồng xét xử quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Bị lừa tiền, vừa bị trộm để báo công an Ngày 25 tháng 5, Công an huyện Quảng Hòa Cao Bang cho biết vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp báo tin giả đến cơ quan công an. Trước đó vào ngày 11 tháng 5, Công an xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa nhận tin báo của bà MTN, 38 tuổi, trú tại xã Tự Do, huyện Quảng Hòa về việc bị mất 65 triệu đồng và một điện thoại di động tại xóm Bàn Quang, xã Quốc Toản. Sau khi nhận được báo cáo, bà lãnh đạo Công an huyện Quảng Hòa đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Qua quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định đây là thông tin giả. Bà cho biết trước Tết Nguyên đán 2021, bị người khác lừa mất số tiền gần 60 triệu đồng. Lo bị gia đình phát hiện nên bà N đã giả vờ báo tin cho cơ quan công an là bị mất tiền. Với hành vi của mình, bà N đã bị xử phạt hành chính về hành vi báo tin giả cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền với số tiền 750.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi vui lòng nhấn like đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất chính xác nhất đến từ tin tức 24h TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.